Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Tin ngày 26 tháng 10 Lúc 20h30 Tâm Bảo Trà My sẽ đổ bộ trực tiếp Vào các tỉnh Quế, Đà Nẵng, Quảng Nam Vào chiều tối mai 27 tháng 10 Chia sẻ gấp Bảo Trà My đang di chuyển nhanh về phía Tây Với vận tốc 20 km trên 1 giờ Và chỉ còn cách bờ biển Đà Nẵng Khoảng 270 km về phía Đông, Đông Nam Với cường độ đạt cấp 11 và cấp 13, 14 quan sát trên ảnh mây vệ tinh và radar, hoàng lưu mây bão ngay từ chiều nay sẽ sớm chồm vào đất liền và gây mưa cho các tỉnh Trung Trung Bộ. Gió một số nơi tại khu vực ven biển đang mạnh dần lên, những cụm từ mây đối lưu từ rìa phía tây bão sẽ tràn vào đất liền và gây mưa, mưa to từng đợt tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Trong tối và đêm nay, 26 tháng 10, một số nơi mưa rất to, gió trên đất liền mạnh dần lên. Trong sáng ngày 27 tháng 10, khi tâm bão Trà My đang đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, mưa và gió sẽ tăng lên. Cường độ dùng gần tâm bão lúc này đã cấp 9, cấp 10 và cấp 11, cấp 12. Đến khoảng chiều tối, ngày 27 tháng 10, tâm bão có khả năng quét dọc trực tiếp gian biển từ Nam Quế, Đà Nẵng đến Bắc, Quảng Nam. Trọng tâm bão có thể đi sâu vào đất liền, đứng yên một chỗ hoặc là di chuyển rất chậm cho đến sáng ngày 28 tháng 10. Cảnh báo khẳng cấp với diễn biến mưa lớn và gió mạnh ngay từ ngày 27 tháng 10. Mọi người nên có biện pháp ở yên trong nhà, hạn chế việc di chuyển ngoài trời, tránh việc cây ngã đổ, biển quảng cáo các vật thể sắc nhọn tác động và gây sát thương đến cơ thể tại các khu vực nhà có kết cấu yếu, nên có biện pháp di chuyển, di tản đến những nơi trú tránh an toàn. Thời gian gió bão và mưa lớn, quần thảo trên đất liền sẽ rất lâu, có thể sẽ kéo dài sang cả ngày 28 tháng 10. Cường độ gió bão mạnh nhất trên đất liền từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đạt cấp 6, cấp 7 và cấp 8, cấp 9 riêng tại các tỉnh từ Quế đến Quảng Nam, dùng gần Tam Bảo, có sức gió giật cấp 8 và cấp 9, cấp 11. Tam Bảo Trà My nằm trên quần đảo Hoàng Sa diễn biến bão nhanh hơn dự kiến. Bão Trà My đang di chuyển ổn định theo hướng Tây với vận tốc là 20 km trên 1 giờ. Và với vị trí mới nhất, vào trưa ngày 26 tháng 10, Tam Bảo đã nằm trên địa phận quần đảo của Hoàng Sa Việt Nam, cường độ mạnh cấp 11 và cấp 14, khí áp ở mức 975 mi trong chiều tối ngày 26 tháng 10, cường độ bão có khả năng mạnh thêm lên cấp 11, cấp 12 và cấp 15. Hướng di chuyển có xu hướng dịch chuyển về phía Tây Nam với những diễn biến nhanh hơn dự kiến nên thời gian tác động của bão đến đất liền cũng sẽ nhanh hơn. Đến khoảng sáng sớm ngày 27 tháng 10, bão Trà My tiến vào vùng biển các tỉnh Trung Trung Bộ. Trên đất liền từ khoảng chiều tối và đêm, mưa sẽ nặng hạt hơn, gió tại khu vực gian biển bắt đầu mạnh dần lên. Chiều tối 27 tháng 10, dùng tam bảo có khả năng nằm trên vùng gian bờ các tỉnh như là Quảng Trị đến Quảng Nam tam bảo có khả năng đi vào tỉnh Quế Đà Nẵng Quảng Nam sau đó trong ngày 28 tháng 10 sẽ quay ngược trở lại ra phía đông như vậy mọi công tác phòng chống và ứng phó với bão phải hoàn thành trước tối sẵn sàng tích trữ lương thực thực phẩm các nhu yếu phẩm cần thiết đèn pin sạc dự phòng thuốc men đủ dùng ít nhất là trong 3 ngày khu vực dùng gian sông các khu vực đô thị lớn khu chủng thấp có nguy cơ bị ngập lụt nặng nên có phương án kê cao đồ đạc di tản đến những nơi an toàn các khu vực vùng núi vùng sâu vùng xa có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất phải đặc biệt chú ý sẵn sàng sơ tán đến các khu vực tạm trú lánh nạn để được an toàn theo như ảnh mây vệ tinh hồng ngoại mới nhất lúc 6 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 10 cho thấy thì có chút mây cực kỳ đậm đặc của cơn bão số 6 quả bơm nước mà trà mi mang theo sẽ dội xuống các tỉnh miền trung từ chiều tối và đêm ngày 26 tháng 10 trở đi, thậm chí ngay trong sáng gian biển Đà Nẵng, Quảng Nam cũng sẽ bắt đầu có mưa từng đợt do hoàng lưu bão sớm chầm vào đất liền. Cảnh báo mưa cực đoan với lượng mưa lên đến hàng trăm mm trong vài giờ có thể gây ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi, lòng sông, suối diện hẹp. Bà con nhanh chóng sơ tán đến những nơi an toàn chủ động cây cao đồ đạc, di dời những đồ giặt xe cộ đến những nơi cao ráo an toàn. Và tiếp theo là một số lời tiên tri về năm 2025. Không còn lạ lẫm gì khi chúng ta nói đến những nhà tiên tri vĩ đại trong lịch sử. Của chúng ta thì có Nostradamus ở thế kỷ 16, nhà tiên tri mù Baba Vanga, nhà tiên tri chi chiến tranh Nhật Bản tasuki và Erakay ở thế kỷ 20. Trong thế kỷ 21 là thằng đồng tiên tri Ấn Độ Anan, nhà tiên tri người Anh ông Baker, tất cả họ đều có những tiên tri nổi tiếng nhưng điều khiến mọi người kinh hoàng là họ đều đề cập đến sự kiện lớn sẽ xảy ra vào năm 2025. Lấy một ví dụ là bà Vanga đã từng nói rằng vào năm 2025, số người ở châu Âu sẽ giảm mạnh một cách đột ngột. Còn Tatsuki cũng đã từng đề cập rằng sẽ có một trận động đất chưa từng có trong lịch sử xảy ra vào tháng 7 năm 2025. Còn Nostradamus thì cho rằng thảm họa lửa sẽ từ chờ giáng xuống. Điều này sẽ khiến cho mọi người tự hỏi là liệu năm 2025 có thật sự xảy ra chuyện gì hay là không. Và trong lúc chúng ta đang suy si ngẫm về điều đó thì chúng tôi đã phát hiện ra một đoạn tiên tri từ một nhà tiên tri cách đây 1.000 năm, cũng đã đề cập đến năm 2025, đó chính là Thiền Sư Hoàng Bá, người nổi tiếng như là tiên tri cuối cùng trong 7 tiên tri của Trung Quốc. Lời tiên tri này được hợp thành từ 14 bài thơ, trong đó 12 bài đã ứng nghiệm. Điều quan trọng là người viết những bài thơ này không phải là người bình thường, ông là một cao tăng đắc đạo trong lịch sử Trung Quốc. Trong thời kỳ đó, ông không chỉ là Hoàng Dương Phật Pháp, mà còn để lại một cuốn sách tiên tri kỳ bí. Vậy thì vị đại sư này có thân thế như thế nào? Vì sao ông có thể tiên đoán trước được tương lai? Quan trọng nhất là hai lời tiên tri cuối cùng nói về điều gì trong năm 2025? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Hoàng Bá Hư Dân là một vị thiền sư Trung Quốc, một trong những nhân vật nổi tiếng của Thiền Tông. Vào đời nhà đường không chỉ có khả năng nhìn thấu ma quỷ, Hoàng Bá còn là một người thông minh sức chúng, sau khi nhập môn, ông đã nghiên cứu và truyền bá triết lý bát nhã, một dạng trí tệ vượt qua khái niệm. Nếu hiểu được trí tệ này sẽ nhận ra rằng không và có, không phải là đối lập mà thực chất là một thể thống nhất. Dù Hoàng Bá đã sớm ngộ ra những giáo lý Phật Pháp, nhưng cách cư xử của ông không giống với những người xuất gia khác. Ông thậm chí còn từng tác vua đường Quyền Tông ba lần mà vẫn được vua cảm ơn. Chuyện đã kể lại rằng trước khi lên ngôi, Đường Quyền Tông từng làm tiểu tăng tại chùa Nghiêm Quang và khi đó thầy của ông chính là Hoàng Bá. Một ngày nọ khi Hoàng Bá đang lễ Phật, tiểu tăng sau này là Đường Quyền Tông nhìn thấy và hỏi Thưa thầy, chẳng phải người tu hành không nên chấp vào việc tôn thờ Phật, không nên quá phụ thuộc vào giáo lý và không nên không nên quá dựa dẫm vào tăng lữ hay là sao? Dạy thầy lễ Phật làm gì? Nghe câu hỏi, Hoàng Bá lập tức tác một cái và nói Chẳng chấp cầu Phật, chẳng chấp cầu Pháp chẳng chấp cầu tăng Việc thường lễ bái như thế Ý của ông là lễ Phật không phải là để cầu sinh điều gì Mà là để thông qua hành động Mà suy nghĩ tu tập và ngộ ra giáo lý của Phật Pháp Tiểu tăng sau đó bị tác liền tức giận Thầy là người tu Sao có thể thô lỗ đến như thế Nhưng ngay sau câu nói đó Thì đường quyền tông là bị hoàng bá tác thêm một cái nữa Thì ra hoàng bá cho rằng Chùa Chiền là một nơi rất trang nghiêm và tĩnh lặng trong khi đường Nguyên Tông lại đang bàn luận về những vấn đề ngớ ngẩn vô lễ như việc không cần lễ Phật Do đó để dạy đường Quyền Tông về lòng từ bi Hoàng Bá đã tác đường Quyền Tông đến lần thứ ba Nhờ đó đường Quyền Tông hiểu ý nghĩa thật sự của lòng từ bi Và chân lý Phật Pháp Sau khi lên ngôi ông đã ban cho Hoàng Bá Pháp hiệu mới Là sức hành thiền sư Mang ý nghĩa là một nhà sư thô lỗ Tuy vậy nhà vua rất kính trọng Hoàng Bá Và sai một vị quan ghi chép lời dạy của ông Sau đó viết thành 14 bài thơ Điều kỳ lạ là 800 năm sau, khi những bài thơ này được viết, người ta đã phát hiện ra rằng những sự kiện được nhắc đến trong 14 bài thơ đó lần lượt đã ứng nghiệm. Quay lại lịch sử, trở về thời nhà Minh của Trung Quốc, có một vị hoàng đế tên là Sùng Trinh, tên thật là Chu Do Kiểm, lên ngôi vào năm 1628. Mặc dù nhà Minh thời điểm đó vẫn là chủ nhân của đất nước, nhưng sau những năm tháng ăn chơi xa đỏ không lo việc triều chính của dạng lịch hoàng đế, ông nội của Sùng Trinh cùng với sự cai trị yếu kém của bộ máy nhà nước và sự lộng hành của quyền thần ngụy trung hiền nhà minh đã suy yếu nghiêm trọng dù vậy sau khi lên ngôi sùng Trinh vẫn cố gắng hết sức để vực dậy nhà mình ông đã xử tử ngụy trung hiền và trọng dụng những trung thần như là sùng quán trao cho ông thượng phương bảo kiếm để xử tử bất kỳ quan tham nào mà không cần phải tấu trình nhờ nỗ lực của sùng Trinh, triều minh đã có một thời gian hồi phục ngắn ngủi nhưng số trời đã định Cùng năm thì sùng chinh lên ngôi phía bắc Trung Quốc rơi vào tình trạng hạn hán, kéo dài người dân thiếu lương thực, phải ăn vỏ cây và thậm chí là ăn đắt để cầm cự đến năm 1641. Một quan chức nhận lương đau buồn ghi lại cảnh. Khi ông đến Lâm Thanh, ông thấy ba phần dân số đã chết đói, 3 phần 10 khác thì bị bệnh mà chết và phần còn lại đều trở thành thổ phỉ. Người dân thà làm cướp còn hơn chết đói và những người sống sót bắt đầu đi theo Lý Tự Thành một thủ lĩnh nổi dậy chống nhà Minh, không chỉ có nội loạn mà nhà Minh còn phải đối phó với quân Thanh ở biên giới phía bắc dưới sự lãnh đạo của Hoàng Thái Cực đang liên tục xâm lược lãnh thổ trong tình trạng thù trong giặc ngoài, triều Minh đã không thể cầm cự, rơi vào tình cảnh si tàn và cuối cùng đến năm 1644, quân đội của Lý Tự Thành đã đánh chiếm kinh thành, ngài cuối cùng sùng chinh triệu tập báo quan đến để bàn cách chiến đấu nhưng những ai có thể trốn chạy đã chạy từ lâu phần còn lại đều đã đầu hàng không ai đến dự buổi chầu của sùng trinh biết rằng không còn hy vọng ông viết một bức thư tuyệt mệnh nổi tiếng từ khi chậm lên ngôi đã 17 năm dù chậm sống giản dị và kính cẩn nhưng cuối cùng là bị giặc phản quốc bức ép đến kinh thành chậm không còn mặt mũi nào để gặp liệt tổ liệt tông dưới suối vàng thà để cho loạn quân chia cắt thi thể của chậm còn hơn để chúng làm hại một người dân Sau khi viết xong bức di thư Sùng Trinh đã dẫn theo Thái Giám Dương Thành Ăn Đến trước cây cổ thụ ở Cảnh Sơn Để kết thúc cuộc đời của mình Dưới cây cổ thụ Nhưng điều khiến Sùng Trinh không ngờ được Là kết cục của ông đã được ghi lại Trong những bài thơ tiên tri của Hoàng Bá Thiền Sư Ngay trong phần mở đầu Của bài thơ đầu tiên có đoạn Nhật Nguyệt lạc thờ gian hải bế Thanh duyên tương ngộ phán hưng dông Bác ngu dặn hướng điền kim tặng nhị cũ đang thành kim cốc tàn trong câu nhật nguyệt lạc thờ gian hải bế đã tiên đoán sự suy si tàn của nhà minh bởi chữ nhật và chữ nguyệt hợp lại thành chữ minh và sau khi triều minh diệt vong trung quốc sẽ tiến nhập vào một thời kỳ bế quan tọa cản không chỉ chỉ ra sự suy si vong của triều đại bài thơ còn dự đoán chính xác thời điểm nhà minh diệt vong là vào năm 1644 năm 1644 theo thiên can địa chi là năm giáp thăng thuộc hành mộc và cũng là màu xanh thanh và thăng là năm con khỉ mà Duyên cũng nghĩa là con khỉ do đó thanh Duyên đại diện cho năm 1644 trong câu bác ngu dặn hướng điền kiềm tặng lãm chỉ họ hàng của hoàng đế nhà minh là chu bác chữ bác và chữ ngu ghép lại thành chữ chu sau khi sùng chinh qua đời dòng dõi cuối cùng là chu do lan đã bị ngô tam quế giết tại giang nam Điền trong câu thơ đại diện cho dân Nam là câu thơ ngụ ý rằng Chiều đại nhà Minh sẽ kết thúc tại dân Nam Mở ra thời kỳ của nhà Thanh Nhà Thanh bước vào thời đại hoàng đế đầu tiên là Thuận Trị Theo lịch sử ghi lại Thuận Trị Băng Hà sau 18 năm Trị gì vì do mắc bệnh đậu mùa Tuy nhiên có tin đồn rằng Thuận Trị không thật sự chết Mà đã sức gia Nhị cũ đang thành kim cốc tàn Câu này ám chỉ 2 x 9 bằng 18 Tượng trưng trong 18 năm trị gì của Thuận Trị Đan thành là chỉ cho việc tu hành Toàn bộ câu thơ ngụ ý rằng sẽ có một vị hoàng đế từ bỏ quyền lực của cải Để xuất gia từ góc độ lịch sử quyết định của thận trị dường như là đúng đắn Bởi sao ông Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ thịnh thế chưa từng có trong suốt lịch sử Trung Quốc từng chứng kiến một thời kỳ cực thịnh khi quốc gia không chỉ rộng lớn mà còn ảnh hưởng khắp nơi Đến mức ngay cả những vùng xa xôi biên cương cũng phải cúi đầu quy phục Đất nước hòa bình, dân chúng ấm no, hạnh phúc không ai khác, hoàng đế Khang Hy chính là người đã tạo ra thời đại hưng thịnh này. Nhưng chỉ mình ông biết rằng thời kỳ thịnh dưỡng này xích chút nữa đã không tồn tại. Khang Hy tên thật là Ái Tăng Giác La, quyền dịp lên ngôi hoàng đế vào ngày mùng 5 tháng 2 năm 1661 và đến năm 1662, ông đổi niên hiệu thành Khang Hy. Vì Khang Hy lên ngôi 18 tuổi, thận trị đã chỉ định bốn đại thần gồm Sách Ni, Sách Khắc, Tư Hách, Ngao Bái và Ngạc Bích làm phụ chính để giúp đỡ Khang Hy Tuy nhiên sau khi Khang Hy trưởng thành Ông dần nhận ra rằng một trong bốn đại thần là Ngao Bái Đã trở nên quá lòng quyền Ngao Bái thậm chí còn không điếm xỉa đến sự phản đối của Khang Hy Và ép buộc ông xử tử sách khắc tư hách Lúc này Khang Hy hiểu rằng Nếu tiếp tục để Ngao Bái tự tung tự tác Ông sẽ mãi mãi chỉ là một hoàng đế bù nhìn Và thế là một trong những cuộc đấu tranh quyền lực kinh hoàng nhất trong lịch sử bắt đầu vào một ngày năm 1669, Hoàng đế Khang Hy khi đó mới 16 tuổi, như thường lệ, chịu tập các thái giám trong cung để chơi trò bố khố. Bố khố là một trong những môn đấu võ quan trọng nhất của bác kỳ nhà Thanh. Khi đó Ngao Bái nghĩ rằng Khang Hy chỉ là một đứa trẻ, say mê trò chơi bố khố nên không hề để tâm. Ngao Bái đồng ý đến gặp Khang Hy tại Nam Thư Phòng mà không biết rằng Khang Hy đã găng sẵn một cái bẫy. Trước tiên Khang Hy yêu cầu người hầu đổ nước sôi vào tách trà, sau đó rót đầy cho Ngao Bái khi ngao bái nhận lấy tách trà tách trà đột nhiên rơi xuống đất khang hy lập tức hét lớn ngao bái thật là vô lễ bởi vì thời xưa bất cứ thứ gì mà hoàng đế ban tặng dù chỉ là một tách trà cũng rất là quý hiếm nếu ai làm rơi giặt được ban tặng thì coi như là xúc phạm hoàng đế và sẽ bị trừng phạt nặng nề ngay sau khi khang hy ra lệnh những thái giám đang thực hiện trò chơi bố khố ở ngoài lập tức xông vào thư phòng và giặt ngao bái xuống đất và thế là vị tướng quân từ ngoài phòng lẫy lừng trên chiến trường ngao bái cuối cùng lại bại dưới tay một hoàng đế mà ông coi là một đứa trẻ sau sự kiện đó khang hy đã chứng minh rằng ông không còn là một đứa trẻ nữa sau khi hạ bệ ngao bái khang hy chính thức tự mình cai trị đất nước ông bắt đầu bằng việc chấm dứt chính sách chiếm đất và kéo dài thời hạn miễn thế cho nông dân để khuyến khích họ canh tác không chỉ có những cải cách về nông nghiệp khang hy còn đích thăng thị xác để hiểu rõ tình hình dân sinh nhằm để ngăn chặn những quan chức tham mô những chuyến đi này giúp cho khang hy thấu hiểu gian tình củng cố quyết tâm cải cách đất nước nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của khang hy nhà thanh đã hoàn thành việc thống nhất đất nước tạo nên một nền tảng cho hơn một thế kỷ thịnh dượng trong thời kỳ khang hy ung chính càn long thật bất ngờ tất cả những sự kiện này đã được ghi lại trong bài thơ tiên tri của hoàng bá thiền sư trong bài thơ thứ hai hắc hổ đương đầu dặn tế khang tứ phương phương kham định tịnh thủy thường đường ngu dĩ hậu vô tư thịnh ngũ ngũ hoàng kim lục lục trường câu đầu tiên đón về năm 1662 là năm khang hy lên ngôi chữ khang trong câu dẫn tế khang chính là chỉ khang hy còn hát hổ ám chỉ năm 1662 bởi năm đó là năm nhâm dần trong lịch can chi nhâm thuộc hành thủy mà thủy lại là màu đen do đó nhâm dần chính là hắc hổ câu thứ hai tứ phương kham định tịnh thị trường là tiên đoán rằng sau khi Khang Hy nắm quyền, ông sẽ mang lại sự ổn định cho thiên hạ và đưa đất nước vào thời kỳ thịnh trị hiếm thấy kể từ thờ Nghiêu Thấn cuối cùng. Ngũ ngũ hoàng kim lục lục trường Tiên đoán về thời gian trị gì của Khang Hy với ngũ ngũ được hiểu là 5 x 5 bằng 25 và lục lục 6 x 6 36 tổng cộng là 61 năm. Đây chính là số năm mà Khang Hy trị gì, một trong những triều đại dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Những lời tiên tri này đã giải thích tại sao thiền sư của Hoàng Bá lại được xếp vào 7 lời tiên tri vĩ đại của Trung Quốc. Thậm chí Hoàng Bá còn dự đoán chính xác các hoàng đế kế vị sau Khang Hy. Như trong bài thơ thứ ba có câu chăn nhăn sức từ ung châu Á Chỉ đến hoàng đế ung chính Ung chính là người nổi tiếng về chính sách pháp luật nghiêm ngặt Và ông qua đời vào năm 1735 Câu Bạch Hổ Giai Phùng Tế Nhất Chu Chỉ ra rằng Bạch Hổ năm nhâm dần 1722 là năm Khang Hy qua đời và năm 1723 là năm đầu tiên của triều đại ung chính. Nhất Chu nghĩa là một chu kỳ đại diện cho khoảng thời gian 12 năm và từ năm 1723 cộng thêm 12 năm chính là năm 1735 khi ung chính băng hà. Điều đặc biệt là vào thời điểm qua đời, ung chính đã giấu một thứ vô cùng quan trọng trong điện Càng Thanh vào ngày 23 tháng 8 năm 1735 khi ung chính vừa qua đời tại Diên Minh Diên một đại thần quyền lực dẫn theo đội cấm vệ quân tiến vào càng thanh điện để lấy ra một chiếc hộp bí mật được giấu trong tấm biển chính là đại quang minh quá ra ông chính đã lựa chọn người kế vị từ trước nhưng thay vì công bố rộng rãi ông viết tên người kế vị và giấu kính sau tấm biển này khi các đại thần tụ họp đầy đủ họ mở chiếc hộp và xác nhận rằng ông chính đã truyền ngôi cho con trai thứ tư của mình ái tăng giác la hoàng lịch tức là hoàng đế Càn Long năm 1735 Càn Long chính thức lên ngôi dựa trên nền tảng dân trị võ công của Khang Hy và ông chính Càn Long tiếp tục mở rộng lãnh thổ và đưa nhà Thanh lên đến đỉnh cao của quyền lực khi chinh phục Tăng Cương năm 1773 khi đất nước yên bình hoàng đế Càn Long đã ra lệnh biên soạn tứ khố toàn thư một bộ sách bách khoa toàn thư đồ sộ nhất thời đại đó việc biên soạn kéo dài suốt 9 năm mới hoàn thành đây là công trình biên tập lớn nhất thế giới lúc bấy giờ Ngoài việc chỉ đạo biên soạn bộ sách, Càng Long còn rất đam mê làm thơ và trong suốt cuộc đời ông đã sáng tác hơn 40.000 bài thơ. Đến năm 1795, Càng Long đã trị vì được 60 năm vì không muốn vượt qua thành tích 61 năm trị vì của ông nội là Khang Hy. Càng Long quyết định nhường ngôi cho con trai thứ 15 là Vĩnh Diễm. Tuy nhiên Càng Long giống nổi tiếng với tài năng dược bạc vẫn tiếp tục giữ quyền hành dưới danh hiệu là Thái Thượng Hoàng. Tất cả các quyết định quan trọng của triều đình vẫn phải thông qua ý kiến của ông. Cho đến ngày mùng 7 tháng 2 năm 1799, Càn Long băng hà tại Tử Cấm Thành, hưởng thọ được 89 tuổi trở thành hoàng đế sống lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Dù trong nửa đầu cuộc đời của ông đã thực hiện nhiều chính sách tốt, nhưng vào cuối đời Càn Long trở nên xa hoa và thậm chí bắt đầu chỉnh mạng trong việc cai trị triều đại. Nhà Thanh từ thịnh vượng dần bước vào thời kỳ suy si yếu và điều này đã được tiên đoán trước bởi Hoàng Bá Thiền Sư trong bài thơ tiên tri thứ tư của Thiền Sư câu mở đầu đã chỉ rõ càng quái chim lai cảnh dặn long nhất bản lục giáp tổ tôn đồng lục giáp lãm sáu 60 năm chị gì của càng long bài thơ thứ năm có đoạn xích long thụ khánh sự kham gia xích long có nghĩa là rồng đỏ là ám chỉ năm bính thìn năm 1796 đây là năm của gia khánh lên ngôi trong thời gian chị gì gia khánh phải đối mặt với cuộc nổi loạn của Bạch Liên Giáo Gia Khánh cuối cùng chỉ vì được 25 năm và qua đời vì bệnh tật Vào năm thành đúng như là câu thơ tiên tri Long lai long khứ Bắc phùng xà Đây là tiên đoán về việc Gia Khánh lên ngôi vào năm thành và qua đời cũng vào năm thành Sau đó nhiều tai ương ập đến với Trung Quốc Khi hoàng đế kế tiếp là Đạo Quang lên ngôi vào năm Tỵ rắn dù đạo quang là một vị vua chăm lo cho dân nhưng các chính sách của triều đình nhà thanh khi ấy vẫn rất lạc hậu, tự cho mình là quốc gia đứng đầu thế giới trong khi đó nước Anh đã trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và đang có những thay đổi lớn hàng loạt máy móc đã thay đổi sức lao động thủ công kinh tế nước Anh phát triển mạnh mẽ và họ cần những thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm. Trung Quốc trở thành mục tiêu lý tưởng, Trung Quốc khi ấy vẫn duy trì nền kinh tế tự cung tự cấp và thực hiện chính sách đóng cửa không có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa nước ngoài nhưng người Anh đã tạo ra một thị trường buôn bán lớn tại Trung Quốc thông qua việc buôn bán thuốc phiện, làm mất cân bằng thương mại. Thuốc phiện là chất gây nghiện nặng và khi người dân Trung Quốc ngày càng bị cuốn vào việc sử dụng thì tình hình đã trở nên rất nghiêm trọng. Trước tình hình đó vào năm 1838, nhà Thanh bổ nhiệm Lâm Tác Từ làm khâm sai đại thần để chứng chỉnh việc buôn bán và tiêu thụ thuốc phiện. Với sự ủng hộ của đạo quan, Lâm Tác Từ đã tịch thu hơn 20.000 thùng thuốc phiện tại Quảng Châu vào tháng 3 năm 1839 và đốt quỷ chúng vào tháng 6 cùng năm công khai trước công chúng nhưng hành động này của Trung Quốc đã khiến anh quốc nổi giận dẫn đến chiến tranh nha phiến vào năm 1840 với sự chênh lệch lớn về vũ khí quân đội Anh đã dễ dàng đánh bại quân nhà Thanh buộc Trung Quốc phải ký hiệp ước Nam Kinh vào năm 1842 mở đầu cho một loạt các hiệp ước bắt bình đẳng hiệp ước này không chỉ mở cửa nhiều cảng cho người Anh mà còn buộc nhà Thanh nhượng lại đảo Hồng Kông và bồi thường 21 triệu lạng bạc từ đây các cường quốc khác cũng dàn tiến vào Trung Quốc để tranh giành quyền lợi. Khi đến đây chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc rằng những lời tiên tri này của Hoàng Bá có phải là quá chính xác đến mức đáng ngờ liệu có phải là lời tiên tri giả mạo do hậu nhân tạo ra với danh nghĩa là Hoàng Bá hay là không. Thực tế điều này cũng có thể xảy ra bởi vì Hoàng Bá sống vào thời nhà đường nhưng những lời tiên tri của ông lại bắt đầu từ cuối triều Minh và kéo dài đến tương lai. Nếu thật sự những bài thơ này là do Hoàng Bá viết thì tại sao ông lại bỏ qua các triều đại như là ngũ đại thập quốc và nhà nguyên về vấn đề này có nhiều người cho rằng có lẽ thời gian sẽ trả lời trong bài thơ thứ 13 của thiền sư có viết xích thử thờ đồng dặn bắt đồng trung nguyên hào cảnh bắc di công tây phương tài kiến nam quân chí cương đáo kim xà dặn dĩ chung ý nghĩa của hai câu thơ này ám chỉ rằng một năm tí nào đó sẽ là một năm rất đặc biệt với những sự kiện khác thường trong lịch sử nhiều sự kiện lớn đã xảy ra vào năm Tý, chẳng hạn như vào năm 1912 khi chính phủ lâm thời Nam Kinh được thành lập, trùng hợp năm 2020 khi đại dịch toàn cầu bùng phát cũng là năm Tý. Điều này đã khiến nhiều người tin rằng bài thơ thứ 13 có thể là lời tiên tri về thế giới sau đại dịch. Nếu đúng như vậy thì chúng ta cần phải chú ý bởi vì bài thơ có nhắc đến cương đáo kim xà dặn dĩ chung tức là đến năm kim xà năm tỵ tức năm 2025 có thể sẽ là đại dặn bài thơ cuối cùng của sư viết nhật nguyệt chuyển rờ giữa chuyển lưng oi sinh ta càng chẳng nguyên nhân lão tăng từ giờ thôi lắm miệng việc sao còn phải hỏi người sao ý nghĩa là cả thế giới này đều tưng theo dòng tuần hoàn của nhân quả nhưng sau năm con rắn chuyện gì sẽ xảy ra thì ngay cả hoàng bá cũng không thể tiên đoán vì vũ trụ sẽ luôn đổi mới không ngừng thế giới tương lai sẽ là một thế giới hoàn toàn khác vào thời điểm đó vận mệnh của nhân loại sẽ do chính chúng ta nắm giữ Điều này có nghĩa là tương lai năm 2025 không nhất thiết sẽ mang đến điểm xấu mà có thể là một sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Còn theo như các bạn, năm 2025 có thật sự đáng sợ như trong lời tiên tri của Hoàng Bá Thiền Sư hay là không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Và video đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay xin hãy cho một like và một chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.